Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwan mursalin nabiyina wa habibina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terlambat juga kini jitmai menangtid na kenong wea taskirah jamnah dan klay-klay ampi sasana Islam rabah kamithi semakum seberapa nyawan Islam kembucia. Kalau kini semakum seberapa nyawan Islam kembucia som legyok maudu taskirah ke niji ampi protein bot az-zakat dan bot serai dari Ustaz Salihin Ahmad fal yatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hormat tekan bom-on Tujung tuan Bukan ini dah Sambil cek sebaik di Ciklang dan ban corum Bawa serai Cuma dan klay-klay Ampi sasana Islam roh jeng Hai tuan ini dah Pertin bawa dah jeng terlalu dia ke Ampi sakat Ta sakat Terlalu ban bencay somnam nẹt na hai nẹt na khá đấy trừ bencay sakat alhamdulillah việc đứng giữa tiếng ông thì đứng hai ta ca bencay sakat cứ chia một con mũi được non trong nam một con Islam từng trăm đại chi cái tập cách bỏ Muslim tiếng lai na đại phụ con miền trung sập mặt group chùm nón đại hội công sở ban cầm nọt đội đại Allah سبحانه và تعالى viết an viết man khnong cầm pi al Quranul Karim tha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيم الصلاة وآت الزكاة من này tha cho nè cầu sở lát phật tu cho hai cho nè sau đó bình chính sở cát cho Trên Quran này bằng chữ tha cư chi cả tâm cách Đại Allah Ta'ala bán Bằng quốc prai mà lưu Nẹ Căn sát sài Islam Cư chút Muslim tiếng ơ Miên trong sông bát cực chùm luôn Tại mấy chính sát cát Cả đôi chi Rô xa Rô Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Cột miên rô xa tha Bunyal Islam wa ala khomsin syahadu alla ilaha illallah wa iqamis salah wa ita izzakah wa haji wa saumu ramadan minai tha ke sang song ke ke sthapana sasana islam te le pram proka ti mue nong ke syahadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Thứ mỗi nó cứ dân Thôi chỉ xa xây tha Mình tê mà chắc Các bạn Allah tên mình đã cột Hai Nói bí dân Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Chia Rasul bỏ rồi Allah Hai tí bí Cứ Salat Fardu Pram pêl Mùi dụng một ngày Hai tí bí nó cứ Ca bình chánh zakat hai tí 4 cứ thua rồi con haji tu haji nơi baitullahil haram tới lư nè na hai đai miên lật thiệp nưng thua đâm nào tới đọl nưng miên lật thiệp chmnai chai vi lư vit mật chô bai rư co kai chai vi tưng ọ ba sân chi khmien tê nô cứ mình mà chấp ở jeung thôi nó lại hai trong cái nó cứ búa pin một khang nó một đòn
Hai thai ni tae jeung ni dok yo rukun 1 ampi rukun teng 5 mong nige noh keu sakat. Sakat ni keu samrap chuoy samruol dol ka khwah khat robos muslim da khwah khat ti tuol kro dambei chuoy samruol puok kwat knong chiv phiep ruoh nau pracham thngai. Đối đề Allah Ta'ala Firman khnong Kumpi Al-Quranul Karim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Innas Sadaqat Lil Fukara Wal Masakin Wal Amilin Alayha Wal Mu'allafatil Qulub Wal Mu'allafati Qulubuhum Wafir Riqab Wal Gharimin Wafi Sabilillah Wabna Sabil Faridatam Minallah Wallahu Ali Mun Hakim. Minai tha Pat prakat Ka Boricha Sakat Rik Dok Sakat Kư Somrap Tae Bonda Ne Muslim Tae Khwa Khat Bonda Muslim Tae Krok Sot Nang Bonda Ne Promo Sakat Nâng bọn đa nhé đã tớp tay châu sạch nạ Islam. Nâng bọn đa nhé đã trong rục đọc luôn. Vì tiết có kì. Hay nâng bọn đa nhé đã chụp biệt bọn nón kì dàng tràn. Nâng bọn đa nhé đã to sâu nông mì kì Allah Ta'ala. Hay nâng bọn đa nhé đồng nào đã đạch biển hà tay bọn nón. Nâng ai dẫn đi. Allah Subhanahu wa ta'ala ban bencik cepat ni kư chia prabai krom dan min sat tutul sakat hai nai knong hadis mui ke ban ribrop ambi sakat doi kini hadis an ibnu abbas radiyallahu anhumah lama ba'asahu nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qala lahu a'limhum Anallah iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tukhazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim min naitha ampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nau pe dae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban chreung tang kwat dambei teu bompeing peskakam muoy Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat ban nyi te kan Ibnu Abbas tha cho neak prab te puok kuat cho tha pet prakot na Allah subhanahu wa ta'ala ban padal katabkach keu fardu fardu te leu puok ke nu keu sadaqah fi amwalihim Nơi khăn rốt sâm bát bỏ phụ kê Cứ sâu tật có rốt sâm bát phụ kê Tụ khó dù mình ạc đi ra ihim Trái bàn kê Dọc ông pi Nẹ miên bỏ phụ kê Khăn chấm nào bỏ phụ kê nó Dọc rốt sâm bát Làm bấy tờ lọc Tờ căn Nẹ Đá Khoa khát Khăn chấm nào bỏ phụ kê vinh Ai biết tha Fukara ihim kelain ni ulama' jiran ban bok sai tha fukara il muslimin ke neak khwah khat neak muslim dal khwah khat Imam Nawawi kot rahimahullah kot ban niyai tha fihi anna zakata la tudfa'u zakat ila kafir Bên này tha, nước non nốt đá Phật ná Các bản chính giả cát Đối cát đọa giả cát Cứ bản trợ ban trọng nái Tây lơ Nẹ cà phết lại Vì xong đây nế, cứ sát nước non kịp táp Sà rọc muslim Trung phục tí muối Tùng bố Mà rồi cài sắp phẩm bì
Yung tam ajat Quran hai nang hadis ni hadis hai nang somdai roba ulama khang le jeung aich kamnot ban tha ka borichak sakat ka rue ka bancheing sakat keu somrap tae muslim ponoh. Ya ni alhamdulillah saudara muslimin muslimat yang ban chriep ampi dalal Al-Qur'an nang phoh tang ampi sunnah ka do chi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ban bencek yang cebah da Ustaz Salihin Ahmad ampi masalah zakat. Alhamdulillah nau okas ni khim som mon tham pi le Ustaz Salihin bentik ampi piak tha zakat. Zakat ke chi rukun muay nai rukun Islam teng 5. Hai zakat ulama ban ta'rif ko do chi hai niyum nai mien 2 ti 1 niyum nai te tam phiasa niyei keu mien nai tha wa ziyada wa tahara keu mien nai tha zakat nu keu mien nai tha keu banthaem hai zakat nu prae tha chreh sat jeung mien nai tha na pe da jeung chen zakat thua oi trob sambat jeung mình khoa khát đấy, bắt đầu thiệt bất thua ai risky bao nhiêu, cần đặt thêm cày bao nhiêu, bạn đó sẽ cần rồi. Wal barca, cứ miền này thà rước cơ vật to hà rót, miền này thà trót sầm bát nhiều nưng chia sát. Nước phía xa này dễ, ông pi giặc cắt ria sharan, miền này thà phía xa tam hậu cung shariat Islam rồi bao nhiêu. Zakat cứ miền này thế maksusul wajib alal muslim ikhrajuhu min malihil baligh wan nisab cứ miền này thế wajib tới lơ nè đàl Islam miền trop sambat chran krup chumnuon hay trop sambat របស់ kwon nung ti 1 krup chumnuon hay ti 2 dol thera belia muay khuop chứng cắt tập cây là bọn này Islam cứ tới chân sạc cắt hay chúng nói chi phí sạc cắt nó đá cứ sầm lau từ lỡ miền này thay dương tới mình chân sạc cắt nó cứ cô đa là bọn dương đầm rong từ cành chùm nón mình nô làm bay bọc hết thì mỗi nẹt đàl pha kiệt nẹt đàl pha kiệt cứ nẹt đàl cây cro lồng đập búa miền này thay lồng đập cây cro mình tèn miền bắc khoa nghệ miền nghệ khoa bắc nắng phà kiệt tỷ pí nè đại là từ tuôn lưới sạc cắt nó cứ miskin miskin nó cứ cro của mình ta lệ cái nè mật xiêm nắng ai khoa khang chia bay gặp hiện mới đại từ tuôn dòng sạc cắt bàn hay tỷ bay nè đại promo sạc cắt đôi chia dương do lưới sạc cắt từ ai bay tuần mới do lý zakat từ ai tha ban nam muối đại chiến ở promo zakat lúc còn sa đó phần phía rồi pi lý zakat đang ăn được bằng này thì bốn nét đây là tiếp tại chỗ sasna Islam mình tham Allah hay thì prem nét đây trong rồng đọc luôn trên pi tia zakat từ mình tham chia nhom kê đặt lấy samay ca liền đấy đôi chia mình chỉ miên đi, còn là nơi sau này Rasulullah cứ miên tràn. Tiếp vào mối cứ nẹt đã chuẩn bị ông nói kế, cứ miên sắt non ca từ tu lý giờ cắt đấy. Hay tiếp làm pí nẹt đã thuê ca cái ca robo sốt ná miên này tha sabillillah miên đôi chỉ tuấn còn sợ đại công phong tài riêng nơi non chấm này. Vì chia chúng ta đừng sát sanh Islam cứ miễn sát từ tu zakat phần này rồi ai chúng nói chỉ phẩm bấy này đã thua nằm ná đại xã hội đại biến cứ cốt cứ miễn sát từ tu zakat phần này chương phẩm bấy cầm đấy Sharia Islam cùng Islam ban cùng nốt anh nhạt rồi ban anh nhạt nói ai từ tu zakat ban miền này thà này đã miễn trọc thôn đòn nhiệt sọc này là mình trọc thân đòn khuốc đã trời đọc giả cắt cứ trời bình chánh từ ai mùi nẹ rồi có mùi bập hết nơi không bầm bầy bập hết nâng cứ ai cho tôi vô bàn
Alhamdulillah, saudara muslimin muslimat yang serap mawing hukum zakat ke mien sat lok zakat te ai ne da mien rinim khnong 8 prapet asnah teng 8 ni chmai te chmnai te krai pe ni deuci ustaz salehin ban bjeak prab tha fuqara mien ta fuqara il muslimin ne dal krai kra hai che ne islam chmai na khnong sasna islam ko men mien ka reuh aang men mien prakan nannika chiet sa ai da zakat គឺ ត្រូវ បញ្ចប់ ដក ទៅ ឲ្យ អស្ណោះ ទាំង 8 ក៏ ប៉ុន្តែ សតកោះ យើង ចង់ សតកោះ ទៅ ឲ្យ អ្នក ណា ក៏ បាន គឺ ទូ ទៅ មិន ប្រកាន់ ពោ សម្បល់ មិន ប្រកាន់ ពោ សម្បល់ ពុទ្ធ សាស សាសនា គឺ ដូចជា អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala បាន ফিরমান នៅ ក្នុង អាយត 1 នៅ ក្នុង អាល់កូរ៉ាន គឺ អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala បង្កើត មនុស្ស ជា ច្រើន ក្រុម ជា ច្រើន កុល សម្ព័ន្ធ គឺ ដើម្បី ស្គាល់ គ្នា ចេះ ប្រស្រ័យ តាក់ទង គ្នា ចេះ សហការ គ្នា នៅ ក្នុង សង្គម មួយ នៅ ក្នុង សហគមន៍ មួយ ក៏ប៉ុន្តែ អ្នក ដែល កំ តកើង អ្នក ដែល ថ្លៃ ថ្នូរ បំផុត នៅ ក្នុង ទស្សនៈ របស់ អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala គឺ មាន តែ មួយ គត់ គឺ អ្នក ដែល តកវ៉ា អញ្ចឹង សាធារ មុស្លីមីន មុស្លីមាត សរុប មក វិញ ប្រធាន បទ ថ្ងៃ នេះ ជា ស្នូល ជា ចំណុច សំខាន់ គឺ យើង ផ្ដោត ទៅ លើ zakat ហើយ zakat គឺ យើង ដក មាន ន័យ ថា យើង ប្រគល ទៅ ឲ្យ អស្ណោះ ទាំង 8 ដែល ជា អ្នក កាន់ សាសនា ឥស្លាម ចំណែក អ្នក ដែល មិន មែន សាសនា ឥស្លាម គឺ ឥស្លាម ជំរុញ ឲ្យ ធ្វើ បរិច្ចាគ ទាន សតកោះ ផ្សេង ផ្សេង គឺ អាច ទទួល យើង បាន យើង សង្ឃឹម ថា ប្រធាន បទ ថ្ងៃ នេះ នឹង ទទួល បាន manfaat និង ទទួល បាន បរិក័ត ពី អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala សង្ឃឹម ថា រាល់ អាម៉ល ឥបាតាត របស់ យើង នឹង ត្រូវ បាន ទទួល យក និង ទទួល នៅ រ៉ហ្មាត ពី អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala في دنيا رضا ثغاي اخره جزاك الله خيرا استاذ صالحين وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته